Có một cậu bé tên là An. An rất thích chơi đồ chơi, nhưng An không biết nói lời cảm ơn khi được tặng đồ chơi. Một ngày, An được bố mẹ mua cho một chiếc xe đua mới. An rất vui và nhanh chóng mang xe ra ngoài chơi. Nhưng An quên mất không nói lời cảm ơn với bố mẹ. Khi An đang chơi xe, có một cô bé tên là Mai đi qua. Mai thấy chiếc xe của An rất đẹp và hỏi An có thể cho mình mượn chơi không. An đồng ý và cho Mai mượn xe. Mai rất vui và nói lời cảm ơn với An. Sau khi chơi xong, Mai trả lại xe cho anh và nói lời cảm ơn lần nữa. Anh thấy Mai rất lịch sự và tử tế. Anh nhận ra rằng mình đã không nói lời cảm ơn với bố mẹ khi được tặng xe. An cảm thấy xấu hổ và quyết định sửa sai. An chạy về nhà và ôm bố mẹ, nói lời cảm ơn vì đã mua cho mình chiếc xe đua mới. Bố mẹ của An rất vui và hạnh phúc khi nghe con trai nói lời cảm ơn. An học được một bài học quan trọng, nói lời cảm ơn là một cách để bày tỏ lòng biết ơn và tôn trọng người khác khi nói lời cảm ơn chúng ta sẽ làm cho người khác cảm thấy được trân trọng và yêu quý